Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, đứng ở mức 2.323 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 105,76 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 2,77%, đứng ở mức 62.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,255% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 80,71 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong trạng thái biến động nhẹ sau những pha giằng co mạnh trong tuần trước. Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục trồi sụt trong vùng biên độ hẹp trong ngắn hạn, nhưng sẽ tăng trong trung hạn và dài hạn do các yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý này vẫn còn được duy trì. Cụ thể, giá vàng đã có những pha tăng cao rồi lại giảm sâu trong tuần vừa rồi, khi mà tâm lý nhà đầu tư bị chi phối rõ rệt bởi biến động kỳ vọng lãi suất. Các số liệu kinh tế Mỹ thiếu đồng nhất đã liên tục làm dịch chuyển kỳ vọng về thời điểm mà cục dự trữ liên bang Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, cũng như số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, những tháng mùa hè hàng năm thường là khoảng thời gian khối lượng giao dịch trên thị trường vàng giảm xuống mức thấp. Sự thưa thớt của giao dịch khiến giá vàng càng dễ biến động mạnh. Trong tuần này, nhiều báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố nên giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Trong đó, sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư sẽ dành cho báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE tháng 5 dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố trong ngày thứ 6 tuần này. PCE là một thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, được dự báo sẽ tiếp tục cho thấy sự giảm tốc của lạm phát. Ngoài ra, các báo cáo kinh tế Mỹ khác bao gồm dữ liệu niềm tin người tiêu dùng tháng 6, chỉ số giá nhà tháng 4, doanh số bán nhà mới, báo cáo GDP quý 1 điều chỉnh, số đơn đặt mua hàng hóa lâu bền cũng đều có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng lãi suất của Fed và diễn biến của giá vàng. Nhìn về chung và dài hạn, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục được nâng đỡ bởi rủi ro địa chính trị ở mức cao và nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương. Trong một báo cáo công bố vào tuần vừa rồi, các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ JP Morgan cho biết họ có sự lạc quan mang tính cấu trúc về triển vọng giá vàng và giá bạc trong trung hạn, đồng thời xem sự tích lũy của giá các kim loại quý này trong thời gian gần đây là một cơ hội để mua cho các nhà đầu tư dài hạn. JP Morgan dự báo từ nay đến cuối năm, giá vàng có thể tăng thêm từ 8 đến 10% và sang năm 2025, giá vàng sẽ đạt mục tiêu 2.600 đô la Mỹ trên một ounce. Còn với nhà phân tích Neil Richardson của trang Kiko News nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng hẹp, dao động từ 2.300 đến 2.350 đô la Mỹ trên một ounce. Thời gian gần đây, giúp loại bỏ rủi ro bong bóng và giúp nhà đầu tư tập trung vào bức tranh lớn hơn, xu hướng tăng của vàng đang chững lại, nhưng điều quan trọng là phải thấy rằng các yếu tố phía sau sự tăng giá của vàng vẫn chưa biến mất, theo vị chuyên gia này viết. Vị chuyên gia này cho rằng những yếu tố này bao gồm bất ổn địa chính trị, nhất là trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, chưa kể địa vị của đồng bạc xanh với tư cách đồng tiền dự trữ của thế giới tiếp tục bị thách thức và rủi ro lạm phát toàn cầu ở mức cao. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đã không còn cảnh người dân xếp hàng dài đông đúc chờ đợi số giao dịch, tuy nhiên vẫn đang đắc có người ngồi chờ ở các điểm bán vàng miếng SJC để được vào mua vàng trực tiếp bởi họ gặp khó khăn khi đặt mua trực tuyến. Tại một điểm bán vàng miếng SJC ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chú Văn Hùng, người dân sống trong quận, chia sẻ dù biết các ngân hàng hiện tại chỉ bán vàng cho người có giới hạn hoặc là có lịch đăng ký trực tuyến, nhưng sau nhiều lần được con hướng dẫn, chú vẫn không đặt mua vàng thành công nên muốn ra điểm giao dịch để được mua trực tiếp. Còn theo chị Bích Thủy, một nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, những người có nhu cầu mua vàng như tôi, một nhân viên văn phòng không thể ngày nào cũng đứng xếp hàng cho tới lượt giao dịch, nên tôi rất ủng hộ hình thức đặt mua vàng trực tuyến hiện nay. Tuy vậy, dù đã nhiều lần vào website của các ngân hàng để đặt mua, tôi vẫn thường nhận lại thông báo rằng ngân hàng đã nhận đủ số lượng đăng ký trong ngày, mời quay lại sau. Theo chia sẻ từ đại diện của các ngân hàng, với hình thức đặt mua vàng trực tuyến, ngân hàng cũng áp dụng số lượng tương tự với hình thức trực tiếp trước đó, nên mỗi ngày chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, dẫn đến việc nhiều người không thể đặt lệnh thành công khi số lượng giao dịch đã hết. Đồng thời, ngân hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua một lượng vàng miếng SJC trong ngày.
là ngân hàng đầu tiên cung ứng dịch vụ đặt mua vàng miếng trực tuyến. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc của Vietcombank cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng và bán vàng cho người dân. Tiếp tục đưa việc bán vàng lên app hay còn ứng dụng Vietcombank, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo sự minh bạch và tiện lợi. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế, việc bán vàng trực tuyến giúp người dân tiện lợi hơn, nhưng khó khăn trong việc mua vàng trực tuyến đang gây tâm lý khan hiếm, cần mở rộng quy mô bán vàng để đáp ứng nhu cầu. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở nước ngoài, ông Hiếu cho rằng phát hành chứng chỉ vàng có thể là một giải pháp mà cơ quan quản lý có thể tính đến. Giải pháp này được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng rất hiệu quả. Như ở Mỹ, người dân không có thói quen mua vàng miếng hay là vàng vật chất vì tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an ninh và phải mua bảo hiểm để bảo vệ. Thay vào đó, họ mua chứng chỉ vàng trên thị trường chứng khoán. Các công ty kinh doanh vàng phát hành chứng chỉ vàng ghi nhận số lượng và giá trị vàng rõ ràng, minh bạch và giá trị của chúng biến động theo thị trường, theo ông Hiếu chia sẻ. Do đó, mà vị chuyên gia đề xuất các cơ quan quản lý nên cân nhắc cho phép các nhà kinh doanh vàng phát hành chứng chỉ vàng và cho phép trao đổi chúng trên thị trường thứ cấp. Việc sử dụng chứng chỉ vàng có nhiều ưu điểm như an toàn, tiện lợi, không lo gặp phải vàng giả, vàng thiếu tuổi, thiếu trọng lượng và không phải trả phí gia công. Bên cạnh đó, tại cuộc họp với các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến đề xuất sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, khẳng định Ngân hàng Nhà nước có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và về lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sau 3 tuần triển khai bán vàng cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC hiện tại đang ổn định quanh vùng giá 76,98 triệu đồng trên một lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới ở khoảng hơn 4 triệu đồng trên một lượng, thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch gần 20 triệu đồng trên một lượng trước đây. Trong bối cảnh thị trường vàng thế giới biến động khó lường, người dân cần thận trọng, tránh hiệu ứng tâm lý đám đông khi mua vàng để hạn chế rủi ro. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.225 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.475 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.840 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.920 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. My Hồng SJC mua vào 7.650.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại duy trì đà tăng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.390.000, bán ra 7.550.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.380.000, bán ra 7.480.000. Vàng 24K mua vào 7.205,9 nghìn, bán ra 7.405,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.375,6 nghìn, bán ra 5.625,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.126,3 nghìn, bán ra 4.376,3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.884,5 nghìn, bán ra 7.134,5 nghìn.
Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 456.000 bán ra 7 triệu 586.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.